tôi quan niệm cái vấn đề Trung Cộng nè, mình Việt Nam mình với Trung Cộng nó mà xung đột với nhau. Trước hết cái viễn kiến mà Tàu nó đánh mình nè, xung đột bằng cái cách Tàu hạt xe tăng không được, Tàu bỏ, tàu bay được đó. Tôi thấy nó xong. Còn những cái mà người Tàu nó kiếm mình nè, bằng cách tìm kiếm như là tầm ăn lên đó, kinh tế, kỹ nghệ, thầu 60% làng ở Thủ Dầu Một, làng ở Cà Mau. Mỗi ngày ấy, có thể tới 10.000 người đi vô Việt Nam người Tàu, không có cần đi ra. Thì á, cái đó đó, mình đừng có lo, cho tôi tưởng nè, cái cần thiết đó là phải, tại sao mà họ vô tự do? Tại sao mà họ gặp cái làng được? Tại sao mà họ thầu một hơi 60% cái thầu căn bản đường xá điện nước của Việt Nam? Người Tàu đó là hối lộ, là cái nồng quần, phải không? Thì đó, ai hối lộ cho ai? Hối lộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành thứ ra cái giặc của người Tàu đó, đó cái căn nguyên đó không phải là người Tàu, mà cái căn nguyên đó là những cái tai đó anh hối lộ để cho Tàu bị tai rồi. Thành thứ ra đó, bây giờ đó, hỏi anh gì chứ, anh muốn đặt cái cài trước bò hay muốn để cái cài sau bò? Thì vậy thôi, cái câu trả lời cứ vậy thôi. Thành thứ anh tôi xin có một câu hỏi với diễn giả. Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ có 21 đảo ở Trường Sa. Nếu trong trường hợp mà Hải quân Trung Quốc quản chiếm khoảng chừng 5-6 cái đảo đó, thì Hải quân của Cộng sản Việt Nam có rẽ lại không? Và dân chủ Việt Nam phải làm cái gì? Xin mời Vũ Hà. Việt Nam phải làm gì? Bao giờ mà còn lãnh đạo Cộng sản Hồi giáo thì Việt Nam thì phải chịu thua. Vậy thôi. Trả lời vậy thì anh có vào lòng không? Đối lãnh đạo đó, ví dụ như cho Mai Tân Thiết thì lãnh đạo có lẽ khác. Phải không? Còn bao giờ mà có lãnh đạo Cộng sản đó mà tâm huyết mà cũng nhận chủ người gì đó, dân thì thua. Thế thôi, chịu thua anh. Chưa thua rồi, anh cũng nói giống như mình nói vậy, đỡ mất độ máu rồi. Cảm ơn phụ Nguyễn Lan về câu trả lời phụ. Cái cuộc nói chuyện hôm nay rất là hào hứng và xin cảm ơn anh đã đưa một cái vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề quan trọng ở đây nó nằm ở cái ưu tiên nào, và chúng ta sẽ phải chia sẻ cái lãnh vực đó. Tôi lấy một cái giả sử là cuộc chiến Việt Nam và cái thế tránh đánh được, và cái trường hợp là Trung Cộng. Thưa quý vị, tôi không bao giờ gọi là Trung Quốc cả. Câu này rất xin lỗi quý vị, tôi không bao giờ gọi là Trung Quốc. Chỉ gọi là trường hợp exception này thôi. Họ chỉ là Trung Cộng đối với tôi mà thôi. Thì có cuộc chiến tranh xảy ra, giả sử, và tôi nghĩ đó là trường hợp tránh đánh được, thì cứ ưu tiên mà cái chiến tuyến nào mà quý vị sẽ phải đứng. Tại vì chúng ta đang nói chuyện ở đây như là những cái bàn quan, thì tụi nó đánh nhau thì chết đi, thì cái đó không phải là tâm trạng của tôi. Chúng ta người Việt Nam phải tự chọn cái chiến tuyến nào, hoặc là Trung Cộng chiếm cả Việt Nam, và từ đó bản đồ của chúng ta hoàn toàn bị dẹp bỏ. Cái cơ hội mà giữ lại cái quốc gia của chúng ta không còn nữa. Trong khi cái cuộc chiến mà tôi không, thưa quý vị, tôi là người vô cùng chống cộng, nhưng mà cái ưu tiên nó phải xác định. Bởi vì chúng ta sẽ tranh đấu với Cộng sản Việt Cộng một thời gian rất là lâu dài để giành lại cái sự tự do và dân chủ cho Việt Nam. Nhưng mà giả sử một cuộc chiến xảy ra, thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta, nhất là những người Việt Nam hải ngoại, phải chọn cái chiến tuyến nào. Tôi sẽ biết cái chiến tuyến nào tôi phải chọn rồi. Nhưng mà đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ là tôi xin thưa với cụ Huỳnh Văn Lan là tôi bất đồng ý kiến với quý vị cuối cùng.
Dạ, cảm ơn thí sinh Cao Văn Kiên. Dạ, chúng tôi xin nói nhận thêm ý kiến cuối cùng, xin là câu hỏi trực tiếp với bác Huỳnh Văn Lan. Nếu không có câu hỏi, chúng tôi xin nhường máy lại cho một diễn giả rất là một diễn giả phải nói là quý vị nghe sẽ say mê vô cùng từ đầu đến cuối, đó là diễn giả nhà kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Và nếu tôi tin rằng nếu quý vị đã đọc trước cái bài của chị kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa thì chắc chắn quý vị sẽ mê say vô cùng. Tôi xin phép trước nhất nữa ban tổ chức có nói rõ ràng trình bày diễn giả trình bày xong rồi chúng ta thảo luận về cái câu hỏi đó và chúng ta không phát biểu. Cái thứ nhì đó là sau đó là ban tổ chức có đề nghị là bốn diễn giả ngồi ở đó và chúng ta nếu có cái phần thảo luận phát biểu gì đó thì lúc đó chúng ta phát biểu. Tôi nghĩ rằng là cái tối thiểu đó đó là chúng ta giữ được một cái quy củ như vậy để trong cái mạch suy diễn của từng diễn giả một nó liên lạc với nhau. Còn lại đó đây là chúng ta muốn nghĩ cái chuyện gì về đất nước đó, đó chúng ta có quyền của chúng ta nên nói ra, nhưng mà không phải ở trong cái lúc đang thảo luận có 10 phút khi diễn giả. Anh tôi xin phép trình bày cái chuyện này như vậy. Cái vấn đề thứ nhì đó là tôi xin cảm ơn quý vị tôi dự được cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Tôi không phải là một người ở trong một cái tổ chức đấu tranh chính trị, nhưng mà những người dành thời giờ công sức làm những cái việc đó, cho cái việc đất nước nó như vậy đó. Khi mà liên lạc mà gọi tôi không từ chối. Và cái thứ hai đó là nhờ cái đó mà hôm nay tôi có được một niềm vinh hạnh được gặp một người tôi ngưỡng mộ từ lâu, mấy chục năm từ trước. Mà không phải là bây giờ tôi nói đâu, tại vì tôi đã viết ở trên giấy trắng cuộc đời ông Vũ Hữu Sản, hôm nay tôi mới được gặp ông ấy. Và tôi rất là cảm động nhận ra, đương nhiên là cái website của ông tôi có theo dõi, tôi cũng vẫn đọc. Và vừa rồi có một người hỏi một câu Lương Hạc Trường rằng là nếu mà Cộng sản có cần có những cái tài liệu và các thứ đó như vậy thì chúng ta có cho hay không chẳng hạn đó. Chúng ta không nên làm kẹp một người chính trị Việt Nam Cộng hòa của chúng ta bằng cái câu trả lời kỳ cục có hay không, có cũng không được, không cũng không được. Thực tế ra đó là Việt Cộng đó, nó đều biết ăn cắp hết, nhưng mà ăn cắp của mình xong để che giấu cái chuyện ăn cướp của nó thôi. Thành ra vì vậy chúng ta không có mất công cãi lộn với nhau rằng là tại sao nên cung cấp cho Cộng sản cái tài liệu này hay không nên chẳng hạn. Thành ra cái đó là chúng ta lại đánh vào vấn đề giả và chúng ta không giải quyết cái chuyện thật. Thành ra giờ tôi xin chức về cái việc đó. Chuyện thứ nhì nữa, khi mà còn đi học, nếu mà có thêm may đi học, đa số trong chúng ta đều phạm một cái tật là coi cái môn mà địa dư và lịch sử là cái môn phụ. Đó là cái lúc mà chúng ta hay cút cua nhất, tầm bậy tầm bạ nhất. Thì ban tổ chức ngày hôm nay đã mời hai diễn giả đầu tiên đến hết cho chúng ta lại cái bài học nằm lòng đầu tiên ấy là về địa dư. Đó là trường hợp của Vũ Sang. Và người nhắc đến lịch sử ở bên Tàu, người Việt Nam chúng ta có một cái tính rất đáng yêu là thuộc lịch sử Tàu hơn thuộc lịch sử ta. Đọc Tam Quốc có thể đọc ngược từ cái chương 80 lên trên được. Và chuyện của đất nước đó thì ơ hờ ngơ ngác. Thì bây giờ khi mà ông Huỳnh Văn Lan ông nhắc đến cái chuyện đó thì nó cũng lại là một cái dịp để nó giải thích là tại sao chúng ta quà khóc bây giờ khi mà đất nước tình hình nó lại như vậy. Và cuối cùng đó vừa rồi, trước khi đi vào cái đề tài, có một vị diễn giả đặt câu hỏi tôi nghĩ rất xác đáng, trường hợp của ông Đỗ Hải Minh, sau đó là ông Lê Đình Cang nêu lên chuyện đó. Cộng sản Việt Nam là cái ngọn hay là cái gốc? Chúng ta giải quyết chuyện Trung Cộng như thế nào nếu mà không giải quyết chuyện Việt Cộng? Thì tôi xin đề nghị là chúng ta không tạm ngưng, đừng nghĩ đến cái chuyện đó rồi, nghĩ xa hơn cái đó. Nếu có một cái phép lạ nào đó mà Đảng Cộng sản nó vung đao nó tự tử
để lại đất nước cho mọi người Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nữa, thì chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề Trung Quốc. Thành ra vì Đảng Cộng sản Việt Nam mà Trung Quốc có thể làm được những cái điều giống như đồng chí Hữu San đã trình bày, nhưng mà không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trung Quốc có thể vẫn có những cái tính toán như vậy, và không có Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, người Cộng sản Việt Nam vẫn phải giải quyết cái vấn đề đó. Thì nhờ vì cái chuyện hỗn loạn của Trung Quốc, chúng ta dễ giải quyết vấn đề Cộng sản Việt Nam hơn. Và đó tôi cho rằng là nó là một cái yếu tố tích cực trong cái lối suy nghĩ của chúng ta. Thưa quý vị, là ban tổ chức đề nghị rằng là ngay từ hồi đầu lúc mà thảo luận về cái cuộc hội thảo này đó, là cho tôi hơn một tiếng đồng hồ trình bày cái nội dung, sau đó nó là cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ thảo luận. Thì tôi nghĩ rằng là với cái không khí cái trời oi bức như thế này đó, mà tôi trình bày hơn một tiếng đồng hồ đó, thì quý vị ở đây đó là sẽ buồn ngủ. Và lúc đó là tôi không có thể nào hùng biện như là ông Vũ Hữu San hoặc là cụ Lan đó chẳng hạn. Thành ra vì vậy đó là ban tổ chức rất là trọng lượng cho tôi về thời giờ và rất cẩn thận trong cái việc tổ chức. Tôi có soạn một cái bài hơn 7.000 chữ để phát biểu trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và ban tổ chức cẩn thận là đã in sẵn những tài liệu phát biểu. Thành ra cuối cái buổi sinh hoạt này đó, quý vị vẫn có những cái tài liệu đó đầy đủ. Và tôi xin phép thâu ngắn cái thời giờ trình bày rất ngắn gọn trong vòng 1.700 chữ cái đề tài đó thôi. Chúng ta nói chuyện về Trung Quốc và có người thì nói rằng là chính trị là chính, có người nói là kinh tế là chính. Tôi thể nghĩ rằng là đó là cái chuyện trường hợp mà cụ Huỳnh Văn Lan hồi nãy ông nói với tôi. Tôi nghĩ rằng là thực sự ra đó nó là cái vòng tròn, và cái vòng luẩn quẩn đó nó quan trọng đó. Cái sự chuyển động về kinh tế nó làm thay đổi về chính trị, nhưng mà biến động về chính trị đó có thể nó giải thoát kinh tế còn nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta không có đi vào trong cái vòng luẩn quẩn để cãi lộn về cái chuyện đó, mà chúng ta nên nhìn thực tế nó như thế này. Kính thưa quý vị, cái này về có thể mình tham khảo sau hoặc là trong cái tài liệu mà quý vị sẽ có trong tay đó. Trung Quốc có cái lãnh thổ bát ngát là 10 triệu cây số vuông, mà thật sự là đó là một cái ốc đảo nghèo, thiếu đất, thiếu nước ở trong cái khu vực Trung Nguyên mà trù phú nhất của họ đó. Ở tại miền Đông là vùng châu thổ của hai con sông Hồng Hà và Dương Tử. Nói như vậy đấy, mọi người ngạc nhiên, nhưng mà thiếu đất là tại vì trong cái vùng đó, ở nơi mà có cái độ ẩm đủ cao để có chuyện canh tác mà nó mới có được cái nền văn minh hoa hạ của họ đó. Diện tích canh tác gọi là diện tích khả canh một đầu người chỉ bằng 1/3 trung bình diện tích của thế giới mà thôi. Và thiếu nước là tại vì trên cái lãnh thổ bát ngát đó, cái diện tích nước tức là nơi mà có chuông ao sông hồ từ đó mới ngọt ra, nó chỉ bằng 0.28%, thuộc vào cái loại thấp nhất trong các cái nước Á Châu, mà Á Châu là cái lục địa thiếu nước nhất trên thế giới, mà càng kỹ nghệ hóa, chưa nói đến cái chuyện văn minh luôn nước hay không, nói đến chuyện công nghiệp hóa bây giờ nó càng muốn cần kỹ nghệ hóa, công nghiệp hóa, người ta càng cần nhiều nước. Và Trung Quốc vì vậy, cái điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nói rằng là nó ác hay là không, nó gian hay là nó không gian. Chúng ta chỉ nói khách quan mà nói, đấy là một cái nước nghèo, thiếu đất, thiếu nước. Và ngày nay, 30 năm sau khi cải cách kinh tế, phải nói rằng là họ cải cách bắt đầu từ năm 1979. Và Đặng Tiểu Bình đã xoay chuyển được cái dư luận ở trong bộ chính trị, trong nội bộ của họ sau 10 năm loạn lạc của